cái ông ba là... À, anh Quốc đã chưa đi rồi, chuyến đi này sao anh? Rồi à, vâng, kính thưa tất cả quý vị, rất là lưu luyến xúc động khi mà phải chia tay tại nơi này. Đây là một cái cà phê rất là đẹp tại thành phố Vĩnh Long, tên là cà phê Thóc. Thì hôm nay là một buổi sáng đẹp trời ngày 11 tây. Phái đoàn chúng tôi đã làm xong tất cả những cái việc thiện nguyện tại Vĩnh Long và đến thời điểm này thì cũng là tạm chia tay ha, để mà hẹn gặp lại một ngày sớm nhất đó. Người nói rằng hẹn ngày tái nạm gạo găng sách gì đó. Thì bây giờ xin mời quý vị hãy theo dõi một cái gương mặt rất là khả ái trong cái làng báo chí đó, đó là anh Lê Minh Hạ đó. Thì anh sẽ có bài lời phát biểu. Thưa với mọi người, cũng là thưa cũng như các cô chú anh chị trong đoàn, thì chúng ta gặp nhau ở đây và chúng ta chia tay nhau ở đây bên cạnh dòng sông Tiền Giang, và trong đoàn chúng ta thì là bên này là những người có liên quan ít nhiều đến sông Sài Gòn, mặc dù ví dụ như Hạ thì có nguồn gốc từ ở sông Hàng Giang ngoài Đà Nẵng, rồi ở đây thì đoàn chúng ta là phần lớn mọi người đều có liên quan đến sông Cà Ti, đúng không? Dạ đúng rồi. Những con sông ở xa, ở gần, ở miền Trung, và giờ đây gặp nhau ở miền Tây. Thì gặp nhau chỉ vì là một cái quan niệm, một cái suy nghĩ và một cái đồng ý chung về một cái khi thiện nguyện, đó là xây những cây cầu ở miền Tây. Và những con sông chảy qua bao giờ nó cũng khiến cho người ta có nhiều cảm xúc, và những con nhỏ hơn, những dòng nhỏ hơn của con sông trước khi đổ ra biển và trước khi đổ ra sông thì là những con rạch, và những người miền Tây thì rất cần những cây cầu để qua những con rạch đó. Và đây là một trong những đóng góp rất là nhỏ thôi nhưng rất thiết thực cho nhu cầu đi lại của người dân ở miền Tây mình, cụ thể là Vĩnh Long. Thì Hà rất là vui khi được có mặt trong một cái hành trình không dài nhưng có ý nghĩa, và đặc biệt trong mùa trung thu này, và được chứng kiến cái sự thay đổi cũng như những cái tâm tư, những suy nghĩ của người dân ở bên những cái cầu mà đã được thụ hưởng từ những mạnh thường quân khi xây cho họ. Và không gì hơn là mình thấy là có một cái sự xúc động nhẹ nhẹ là với mình khi mà đi xuống miền Tây gặp một cây cầu khỉ, mình sẽ vui vì mình được chụp hình, mình được check in, mình được khoe với bạn bè là miền Tây còn cầu khỉ. Nhưng với những người dân ở đó thì điều đó không thể nào là một cái sự vui vẻ trên mạng xã hội được, mà nó còn mang thêm cái sự tiện dụng của việc đi lại hai bên cây cầu. Mà nếu như chỉ cầu khỉ không thôi thì nó không giải quyết được gì cả. Cho nên khi sự có mặt của những người mạnh thường quân giúp đỡ cho những người dân xung quanh đó có một cây cầu tốt hơn để đi thì điều rất là hay. Và nói lung dung dài nãy giờ chỉ để nói một cái điều rằng là mình nếu như có thể hỗ trợ nhau bằng nhiều cách, thì với ở miền Tây một trong những cách ủng hộ cho người dân ở đây là tiếp nối những bước chân cho họ qua cầu được nhanh gọn và tiện lợi hơn. Rồi cảm ơn hả chị bên phía đây thấy không? Phái đoàn của mình có gồm có bác sĩ Huỳnh Kim Dung. Xin mời bác sĩ có đôi lời. Xin chào tất cả mọi người. Cái này là tôi chỉ nói với tư cách cá nhân phải không? Còn đại diện thì không dám. Cho nên là mỗi người là đều có thể phát biểu riêng. Nhưng mà về cái ý kiến cá nhân á, thì nghe cái câu nói của Minh Hạ nhắc về dòng sông, tự nhiên là mình lại nghĩ đến mọi con sông mà đều đổ ra biển, mà chúng tôi thì lại theo đứa nhập Phật. Vì vậy cho nên thấy rõ ràng rằng chúng ta dù là nhiều người, mỗi người đều có một cái tính cách khác nhau, số phận khác nhau, nhưng nếu chung một cái tấm lòng thiện nguyện vì người khác hơn là vì mình thì chúng ta sẽ gặp nhau dù là ở đâu. Cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng là không phải mình tình cờ mình gặp nhau đâu, mà có nghĩa là chúng ta đã có duyên từ nhiều kiếp rồi, chúng ta cũng làm nhiều việc thiện rồi, cho nên mới bây giờ gặp nhau ở đây và sẽ còn gặp nhau nữa. Cho nên cái bữa chia tay này không gọi là chia tay, tại vì nó sẽ là một cái sự tạm biệt để sau này sẽ tái ngộ, như giống như là Quốc Võ nói là tái nạn. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Rồi để đáp lời cho bạn Minh Dung, xin mời bạn Giao. Bạn Giao Nguyễn là một trong những biên tập viên thì chắc cũng có kinh nghiệm rất nhiều về vấn đề về ai nói, đúng không ạ? Xin mời bạn cũng có một đôi lời. Cũng là có nhiều trải nghiệm với những cây cầu
em nói nhiều á, nhưng mà em nói những điều không nghiêm túc thôi. Thôi vậy em nói những điều nghiêm túc này. Nói chung là được may mắn là tham gia một cái chuyến hành trình như bạn Hà nói là cũng không có dài, không có ngắn, nhưng mà nó đủ để em có thêm một cái cảm xúc khác khi mà đến với một cái nhà này. Thì cũng như em nói lúc trước là không phải là em quá xa lạ với miền Tây, em quá xa lạ với miền Tây, nhưng mà cái lần này đi thì gặp các cô chú anh chị á, thì cũng thấy những cái niềm vui của bà con xóm rồi khi mà có cái vùng mới thì đã nhiều lần rồi, nhưng mà lần nào thấy cái niềm vui đó nó cũng mới với nhau một mới, và lần nào nó cũng xúc động với mọi người. Nó không phải là cái cảm xúc mà có thể mà mình giả tạo khi mà người ta vui với cái cây cầu á, thì đó là một cái cảm giác rất là thật, tại vì sự cái cây cầu nhỏ thôi nhưng mà nó mang lại cái giá trị về giao thương, về kinh tế rất là lớn cho một cái vùng đó. Cho nên là mình nghĩ là những cái việc làm dù lớn dù nhỏ, cây cầu lớn hay cây cầu nhỏ, tất cả các cây cầu đều có giá trị. Và cũng lần này cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các cô chú anh chị, cũng muốn cảm ơn anh Đức Võ đã tạo điều kiện cho tụi em đã cùng đồng hành với anh trong chuyến đi lần này. Yeah, em xin hết. Rồi, đó là ý kiến của bạn Giao. Thì bây giờ bên phía của phái đoàn của mình xin thử ra một cô chú hoặc là anh chị gì đó để tiếp lời của bạn Giao được không ạ? Thôi chú Thái đi, chú Thái là một người lái xe ha, lái xe một chặng đường rất là dài đúng không? Trời, như chuẩn bị nói gì. Khác nói đi. Vui không anh? Đi chuyến này vui không? Quá vui. Dạ. Đi chuyến này quá vui. Thấy người miền Tây sao anh? Hả? Miền Tây, miền Tây như miền Tây. Nói chung là mình cái đất miền Tây này, nói chung là từ dân tới lãnh đạo của miền Tây, thành phố chúng ta nhiều. Tiếp xúc là lãnh đạo, tức là hàng ngũ lãnh đạo họ tâm huyết đối với người dân. Chính vì vậy là mình cảm thấy là cái chuyến đi này có cái ý nghĩa đối với bản thân tôi. Tuy là cái đường là khá dài, dài khoảng 400 km, nhưng mà đối với mình là nó quá thôi. Rõ gì, nhưng mà tới đây là cái tâm nguyện đó thì là anh em chúng ta xong. Bây giờ người ta cũng có phải là cái đoàn như thế, cảm ơn là Phúc Võ tạo điều kiện cho bà con nhân dân để họ có cái một cái cầu nối hai bờ và tạo điều kiện nền kinh tế của Vĩnh Long được phát triển. Thân hành được cộng với đoàn đi chuyến này, nó động lực lái xe đường dài không biết mệt mỏi đây tỏ mặt. Rồi kính thưa quý vị, đó là những cái lời phát biểu rất là chân thành của một số anh chị em, bạn bè, cô chú đã đi theo phái đoàn của mình trong suốt một hành trình cũng không phải là quá dài, cũng là 3 ngày thôi, nhưng mà đã động lại rất là nhiều những tình cảm sâu sắc mà khó thể nào quên được quý vị. Cho nên là trong cái clip này là coi như cái clip kết thúc của chuyến đi hành trình về miền Tây Vĩnh Long để khánh thành cái cầu đó. Quốc Võ xin chúc cho phái đoàn của mình luôn luôn sức khỏe dồi dào, luôn luôn thành công trong cái con đường mà sự nghiệp của mình, cũng giống như là chúc cho tất cả quý vị khán giả xem đài một mùa trung thu thật sự là rất là hạnh phúc, đầm ấm với gia đình, càng ngày càng phát triển hơn về kinh tế, và đặc biệt rằng là luôn luôn đoàn kết vững mạnh cho người Việt chúng ta phát triển trên khắp mọi miền đất nước ha, trên toàn thế giới luôn á, tức là người Việt hải ngoại và người Việt trong nước cùng chung tay để xây dựng những cái điều thiết thực nhất của cuộc sống, giúp cho người dân nghèo có những phương tiện đi lại giống như cầu,
và những ngôi nhà tình thương v.v. Thì điều đó là một cái điều mà Quốc Bảo cảm thấy rằng là chúng ta nên làm và sẽ tiếp tục làm trong tương lai. Xin một lần nữa chân thành cảm ơn quý vị.